Chào mọi người, và hôm nay thì bọn anh hướng dẫn cho mọi người cái bước mà chúng ta bắt đầu massage. Ngày hôm qua trong video đầu tiên ấy thì mình có cái bước 1, đó là cái bước làm sạch da. Hôm nay thì bọn anh sẽ làm lại các bước từ đầu để cho mọi người coi nha. Đầu tiên thì khi mà mic mọi người nghe rõ không? Đầu tiên thì khi mà khách hàng của chúng ta nằm như thế này ấy, thì chúng ta sẽ vuốt toàn bộ cái tóc ở phần gáy này lên. Vuốt toàn bộ phần tóc phần gáy lên. Và sau đấy là chúng ta sẽ kéo hết tóc ở cái phần tai này. Mình băng tóc mày lại cho khách hàng. Nhớ là cái khăn mà chúng ta quấn tóc ấy là nó phải kẹp vào cái phần tai này. Kẹp vào phần tai này của khách ha. Cái mép khăn này thì chúng ta sẽ gập vào bên trong cái cạnh này. Đó. Và mình sẽ hơi kéo xuống để lộ ra cái phần chân tóc của khách hàng vòng quanh như này. Khi mà ở trên cái đoạn tóc của khách hàng ở trên ấy, mình có thể cuộn lại và mình cho vào trong khăn. Và chúng ta gập cái khăn đấy lại. Để trong trường hợp là khi mà chúng ta ngồi ấy, mọi người nhìn thấy rõ không ạ? Đây này, cuộn lại này và cho vào trong khăn. Để khi mà khách hàng của chúng ta mà để tóc như thế này ấy, mà chúng ta ngồi xuống sẽ không gọi là không bị nghiến vào tóc của khách, và đặc biệt là không vướng vào trong, không ngướng vào giữa chữa chúng ta ngồi với khách hàng. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ làm sạch da. Làm sạch da thì mọi người lưu ý là lúc đầu thì chúng ta sẽ làm bước 1, đó là tẩy trang. Dù khách hàng của chúng ta có make up hay không make up thì chúng ta vẫn nên tẩy trang bước đầu tiên. Thì bước tẩy trang thì chúng ta sẽ lấy cái oil hoặc dầu kem. Chúng ta thoa đều lên 5 điểm. Mình dùng bằng cái phần thịt ở tay này của mình. Thoa đều lên ạ. Thoa đều 5 điểm. Sau đấy là chúng ta dùng bằng các đầu ngón tay của chúng ta. Thoa nhẹ nhàng. Chúng ta thoa nhẹ nhàng. Trong bất cứ những cái quy trình mà chúng ta làm sạch da, massage, rửa mặt, tẩy tế bào chết vân vân thì chúng ta luôn luôn phải nhớ một điều, đó là chúng ta phải luôn kéo lên trên. Nghĩa là chúng ta luôn nâng cái cơ của khách hàng lên về phía lòng của chúng ta. Chúng ta chỉ tẩy trang một lượng vừa đủ thôi nha mọi người. Và đặc biệt là khi mà chúng ta đi qua cái phần huyệt ở thái dương này thì chúng ta nhớ nhấn vào cho khách hàng vào phần huyệt ở mắt này. Sau đó chúng ta dùng khăn ẩm lau sạch, kẹp này. Các bạn lưu ý này, mình kẹp cái khăn vào tay như thế này. Kẹp khăn vào tay. Lau đầu tiên là vùng mắt này. Bao giờ vùng mắt chúng ta cũng ưu tiên lau trước, để nó không dính kem mà không dính oil, dính dầu vào vùng mắt. Bắt đầu lau xuống dưới vùng dưới. Dù khách hàng của chúng ta có trang điểm hay không, chúng ta vẫn nên tẩy trang cho khách. Bởi vì trong cái quá trình mà khách hàng đi ở ngoài đường bụi ấy, thì da sẽ bám rất là nhiều những bụi bặm. Nếu mà mình tẩy trang thì nó sẽ giúp cho da được sạch hơn. Sau cái bước mà chúng ta tẩy trang thì tiếp sau tới là cái bước mà chúng ta sử dụng sữa rửa mặt. Ở đây thì Vân Anh sử dụng sữa rửa mặt có độ pH bằng 5 và không tạo bọt, giúp cho có thể phù hợp với mọi loại da của khách hàng. Mọi người lưu ý là chúng ta làm mềm sữa rửa mặt ra, sau đó cũng thoa lên 5 điểm ở trên da. Thoa đều lên tay của mình và đưa vào. Vẫn động tác là chúng ta xoay nhẹ nhàng. Đi qua vùng thái dương của khách hàng. Vùng cánh mũi. Mọi người lưu ý là vùng cánh mũi này là vùng chứa rất là nhiều những cái bụi bặm, rất là khó mà làm sạch. Vì vậy nên trong quá trình mà chúng ta rửa mặt, chúng ta nên lưu ý đi kỹ cái vùng cánh mũi. Khóe miệng.
Dù chúng ta có rửa mặt hay massage thì tất cả những cái bước của chúng ta đều phải làm sao ạ? Đều phải làm cho có cái độ ôm ở trên da. Trong quá trình mà chúng ta đưa lên ấy, sữa rửa mặt có khô quá, tay của chúng ta hãy thấm một chút nước. Đừng để khô quá trên da. Mình có thể đưa xuống vùng cổ này mọi người, rửa cả vùng này. Thường phụ nữ ấy, thường quan tâm đến vùng da mặt. Tuy nhiên vùng cổ và vùng tay là cái vùng mà người ta thường nhìn để đoán cái độ tuổi của chúng ta, nên là chúng ta nên quan tâm tới hai vùng này. Sau khi mà chúng ta làm sạch da thì lúc này là lúc mà chúng ta có thể bật máy xông hơi. Tuy nhiên ở đây thì Văn Anh không bật máy xông hơi, bởi vì xông hơi quay nó hơi bị mờ nên mọi người có thể nhìn không rõ. Thì trong lúc này là chúng ta bật máy xông hơi để một bước sau là bước tẩy tế bào chết ấy. Thì sau khi chúng ta tẩy tế bào chết thì cái máy xông hơi của chúng ta nó vừa bắt đầu ra hơi lúc chúng ta massage luôn. Bao giờ chúng ta cũng lưu ý là mình sẽ làm sạch kỹ những cái vùng cạnh này, cánh mũi này, khóe mắt, vùng cổ của khách hàng và cái vùng tai. Sau đó là chúng ta sẽ sử dụng đến tẩy tế bào chết. Mọi người lấy một lượng tẩy tế bào chết vừa đủ. Bọn anh không dùng tẩy tế bào chết mà ra nhiều những cái da chết, tại vì đó nó cũng chỉ là cái kết tủa thôi. Anh dùng cái tẩy tế bào chết bình thường, cân bằng cho da và đủ để làm sạch tất cả những cái vùng da của mình. Mình làm sạch kỹ này. Nhớ này, chúng ta đi xuống vùng cổ khách hàng. Đó, đây là chúng ta đang tẩy tế bào chết nha. Thường thì mọi người cứ thấy là cái tế bào chết nó rơi ra ngoài thì mới gọi là có tế bào chết, nhưng mà không phải đâu nha mọi người. Cái đó nó cũng chỉ là cái kết tủa của cái kem tẩy tế bào chết của mọi người thôi. Nên là chúng ta dùng bằng cái loại gel cũng vẫn ok. Hạn chế chúng ta sử dụng các loại tẩy tế bào chết mà có quá nhiều hạt nha mọi người. Bởi vì khi mà tẩy tế bào chết có quá nhiều hạt ấy, khi mà tẩy tế bào chết có quá nhiều hạt thì nó làm cho da của chúng ta dễ bị tổn thương. Tại vì cái hạt nó cứng ấy, nó massage ở trên da mặt của các bạn, thì trên da mặt của chúng ta đang rất là, da mặt của mình mà, da rất là nhạy cảm rồi. Mà nếu như mà chúng ta sử dụng cái gì ạ, chúng ta sử dụng các loại mà nó có dạng hạt ấy, thì nó sẽ làm cho da của các bạn sẽ cực kỳ dễ bị tổn thương. Làm sạch da nha mọi người. Kiểm tra xem máy có quay không. Ok. Nhớ là mọi người nên làm sạch da kỹ. Mình kẹp cái khăn vào tay nhé. Mọi người lưu ý là chúng ta kẹp cái khăn vào tay này. Được chưa? Lau cái vùng mắt này, trán này, chân tóc này, cánh mũi này. Đó. Thì khi mà chúng ta làm xong cái này rồi thì sao ạ? Thì là máy xông hơi đã bắt đầu ra rồi đúng không? Trong quay này thì Văn Anh không bật máy xông hơi, bởi vì làm cho cái hơi nó làm cho cái máy quay nó hơi bị mờ. Rồi, chúng ta đã xong cái bước làm sạch da. Vậy tổng kết lại, bước làm sạch da của chúng ta sẽ bao gồm là 3 bước. Thứ nhất là tẩy trang,
thứ hai là dùng sữa rửa mặt và thứ ba là chúng ta tẩy tế bào chết. Và bây giờ Vân Anh sẽ đi vào một bước, đó là bước massage mặt. Massage mặt thì mọi người lưu ý là chúng ta sẽ lấy một cái lượng kem vừa đủ ra lòng bàn tay, tay chúng ta để ra bên cạnh, thoa 5 điểm như bình thường. Đừng tránh đưa kem lên trên trước mặt của khách hàng nhé. Chúng ta sẽ có thể đưa xuống vùng cổ. Mình thoa cái kem massage đều ra tay của mình ở bên cạnh. Sau đó chúng ta ôm mặt. Bước đầu tiên này, các bạn sử dụng cái bàn tay của chúng ta ôm lên trên da mặt. Kẹp môi. Đây là cái bước mà các bạn thoa kem ra đều mặt. Xoay tròn. Đưa kem lên vùng cánh mũi và lên phần trán. Mình có thể massage xuống vùng cổ cho khách hàng. Đây là bài massage mặt chuyên sâu nên sẽ có massage cả vùng cổ. Nếu khách hàng có nhu cầu massage cả vai gáy, chúng ta cũng sẽ có những bài massage về cả phần vai gáy nha. Và đây là sau cái bước mà chúng ta đã thoa đều kem lên khắp khuôn mặt của khách hàng, mọi người thấy không ạ? Rồi, bao giờ chúng ta cũng sẽ kết thúc ở một điểm huyệt. Bắt đầu chúng ta bước đầu tiên này, ôm cằm, kết thúc ở phần đằng sau óp tai. Cằm của chúng ta ôm này, đưa cả cái vòng bàn tay này, ôm đều này. Ôm cằm. Kẹp cái vùng môi của khách hàng. Kẹp cái vùng môi. Sau đó chúng ta sẽ chia má chúng ta ra, xoay tròn. Một, hai, ba, bốn, năm, mọi người đếm đến sáu, kéo về đằng sau óc tai. Tiếp tục, chúng ta xoay nhưng phần này cao hơn, bắt nguồn từ vùng mép. Kéo lên đằng phần mang tai và đi cả cái vùng má. Kéo lên phần thái dương. Ôm cằm. Đi lên vùng cánh mũi. Vuốt lên đây. Nhớ là khi mà chúng ta đi qua cái vùng hốc mắt này, chúng ta nên nhấn xuống nha mọi người. Có lực và vuốt qua. Massage vùng trán. Chúng ta nên vuốt dài, đừng vuốt ngắn để người ta cảm giác nó bị ngắn cái vùng trán. Trong khi các bạn mới tập thì chúng ta nên làm chậm từ từ, đừng làm nhanh quá. Bắt đầu chúng ta vuốt sang hai bên. Nhớ ôm cái tay của chúng ta lại nha mọi người. Chúng ta có thể dùng bằng các thịt ngón tay để miết cái vùng trán xóa nhăn.
rồi sau đó chúng ta vuốt qua vùng mắt. Chúng ta dùng bằng ngón tay cái có thể đi vòng số 8 ở quanh thái dương, bấm cái huyệt ở quanh mắt. Chúng ta đếm 1, 2, 3, 4 ra phần xương hốc mắt. 1, 2, 3, 4. Và tương tự chúng ta lại làm phía phần bên trên hốc mắt trên. Lúc này tay chúng ta xoay ngang để ôm theo cái đường cung chân mày. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Và chúng ta có thể kẹp chân mày để vuốt lại kỹ hơn. Chúng ta luôn xoay nhẹ ở cái vùng này, là cái vùng mà có cái đường mạch máu cần được lưu thông, và vuốt xuống vùng thái dương. Ôm cảm ngón tay của chúng ta vuốt lên ôm toàn bộ khuôn mặt. Thư xuống, hai tay đan vuốt vùng cổ. Chúng ta đan chéo một tay này, nâng cơ vùng má lên, đi vòng quanh khuôn mặt. Nâng cơ vùng má. Dùng ngón cái chia vùng má. Phần này sẽ làm cho khuôn mặt của khách hàng tan mỡ và thon gọn. Massage vùng quanh mắt làm cho khách hàng rất dễ ngủ. Chúng ta massage vùng hàm, dùng bằng ngón tay cái đẩy cái phần cơ lên. Nắm ngón tay của chúng ta đi cái phần hàm, nâng cơ má. Massage vùng mũi, đi chữ X ở quanh mắt. Chúng ta massage phần này nếu như khách hàng bị nhức mắt hay đau đầu sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Nhớ là khi chúng ta đi qua vùng thái dương
luôn luôn có điểm nhấn hơn bình thường một chút. Mỗi một động tác chúng ta đều có thể làm từ 4 cho tới 6 lần. Đi vòng quanh miệng. Đi số 8. Kéo nâng cơ vùng má. Massage vùng xương má. Ôm cằm. Massage vùng cổ. Chúng ta có thể massage vuốt nâng cổ khách hàng lên, xóa nhanh cái vùng cổ của khách hàng. Bấm các huyệt ở trên mặt. Nâng cơ má, ấn xuống cằm, nâng nhẹ vùng hàm của khách hàng. Bấm huyệt. Nâng má, thoa thái dương. Nâng cơ vùng cằm. Và đây chúng ta đã hoàn thành các bài massage mặt cho khách hàng. Nếu như các bạn có bất cứ các loại máy như CO2, xông hơi, hút dầu, điện di, các bạn có thể kết hợp cùng với quá trình massage này. Vân Anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy ở video sau. Sau khi mà chúng ta làm massage cho khách hàng xong thì chúng ta sẽ rửa mặt cho khách. Lau mặt thật kỹ, vẫn phải lau vùng mắt kỹ. Làm sạch này chúng ta không thể quên rửa mặt sạch, bởi vì nếu như chúng ta không rửa mặt sạch, cảm giác da nhờn sẽ rất là khó chịu. Và sau cái bước làm sạch này, chúng ta sẽ có thể kết hợp với điện di, có thể kết hợp với chạy xe thải độc, có thể kết hợp cùng với đắp mặt nạ collagen và bất cứ một loại mặt nạ nào mà khách hàng phù hợp. Và đây là các bước mà Vân Anh hướng dẫn mọi người cái cách để chúng ta có thể massage mặt. Ở video sau, Vân Anh sẽ hướng dẫn mọi người kết hợp vừa massage mặt mà chúng ta lại vừa có thể massage cả cái vùng cổ vai gáy cho khách hàng nữa. Nhưng cái đó là dành cho massage rất rất chuyên sâu và trị liệu. Nên nếu như bình thường các bạn học massage chuyên nghiệp thì đây đã là một bài massage khá đầy đủ và chi tiết cho các bạn. Anh mong rằng mọi người sẽ có những bài học, và đặc biệt là mọi người chịu khó luyện. Các bạn chịu khó luyện thì khi chúng ta luyện, tay của chúng ta mới mềm. Có một số những động tác cơ bản về chuyên sâu nữa, động tác chuyên sâu nữa thì Vân Anh sẽ hướng dẫn mọi người ở những cái video tiếp sau nha. Và bye bye mọi người. Khách hàng của chúng ta lúc này hoàn toàn có thể dùng bất cứ loại mặt nạ gì nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn ở video sau. Nhớ này, cái bước làm sạch da cho khách hàng là chúng ta phải làm sạch rất kỹ nha mọi người. Phải làm sạch rất kỹ, không thể mà chúng ta làm sạch mà để cho khách hàng mặt của chúng ta vẫn còn bị nhờn được, nhất là những cái vùng ở tai. Và trong quá trình massage thì các bạn lưu ý là chúng ta không áp cái vùng tay này vào tai của khách hàng để kem dính vào tai của khách hàng ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.